tại mùa giải 2011-2012, Chelsea dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto Di Matteo bất ngờ đánh bại Bayern Munich để trở thành nhà vô địch Champions League. Dưới ánh hào quang của nhà vô địch châu Âu, Chelsea trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều cầu thủ. Tại mùa hè mùa giải 2012-2013, lần lượt những cái tên như Eden Hazard, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta, Victor Moses cập bến đội chủ sân Stamford Bridge. Một trong số đó có một cái tên vô cùng nổi bật được Chelsea thành công đánh bại rất nhiều ông lớn để sở hữu được. Đó chính là tiền vệ người Brazil, Oscar dos Santos Mbamba Jr. Trước Oscar, Chelsea cũng sở hữu một tiền vệ rất trẻ và triển vọng khác. Đó chính là Kevin De Bruyne. Cả hai cầu thủ này đều được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nhưng số phận của cả hai tại đội chủ sân Stamford Bridge thì lại trái ngược nhau. Với số tiền 16,9 triệu euro được bỏ ra, Oscar được Chelsea giữ lại và quy hoạch trở thành hạt nhân chủ chốt trong lối chơi chung. Trong khi Kevin De Bruyne chỉ ở lại vài tuần tại đội chủ sân Stamford Bridge trước khi được đem đi cho mượn ở những câu lạc bộ khác để tích lũy kinh nghiệm. Đội bóng tin rằng Kevin cần phải mài giũa thêm và tiền vệ người Bỉ này cập bến một câu lạc bộ nước Đức dưới dạng cho mượn sau đó. Thế là thấm thoát một thập kỷ trôi qua, tiền vệ trẻ tài năng ngày nào bị Chelsea ruồng bỏ đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng. Kevin De Bruyne dưới trướng của huấn luyện viên Pep Guardiola tại Manchester City đã vươn lên và trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc của bóng đá thế giới. Anh đạt được vô số danh hiệu lớn nhỏ khác nhau dưới màu áo xanh của thành Manchester, 4 lần lên ngôi vô địch Premier League, 5 lần lên ngôi vô địch League Cup và là một phần quan trọng giúp đội tuyển Bỉ đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA. Nói một cách khách quan, Kevin De Bruyne sau khi rời Chelsea đã trở thành một tiền vệ vô cùng xuất sắc đến nỗi khi người hâm mộ Chelsea nhắc lại vẫn vô cùng tiếc nuối. Trong khi Oscar, người được The Blue nâng niu lại rẽ sang cho mình một bước ngoặt khác hơn. Hơn một thập niên kể từ ngày được xem là cầu thủ giàu triển vọng và được Chelsea giữ lại, Oscar đã bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia suốt 7 năm qua. Ở tuổi 31, anh không còn là mục tiêu theo đuổi của bất cứ một câu lạc bộ lớn nào ở châu Âu. Oscar như thể thuộc về một thời đại khác, lùi quá nhanh vào quá khứ và hầu như chẳng mấy khi được nhớ mặt gọi tên. Mọi quyết định đều tiềm ẩn những rủi ro, nhất là khi Oscar đã chấp nhận một lời đề nghị mà theo anh là không thể cưỡng lại được. Năm 2016, thời kỳ mà bóng đá châu Âu bắt đầu hoảng sợ với cái cách mà Trung Quốc ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Tháng 1 năm ấy, các câu lạc bộ Super League bắt đầu tấn công ồ ạt vào những giải đấu lớn nhất của lục địa già. Họ sẵn sàng trả những khoản phí khổng lồ, nó lớn đến mức mà khi những câu lạc bộ lớn của châu Âu nhận được lời đề nghị ấy, họ đơn giản là không thể chối từ. Có giai đoạn kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Trung Quốc bị phá tới 3 lần chỉ trong 10 ngày. Đầu tiên là Ramires, cựu tiền vệ Chelsea chuyển tới Jiangsu Suning với giá 25 triệu bảng. Sau đó tới Jackson Martinez chuyển tới Quảng Châu Evergrande với giá 31 triệu bảng. Cuối cùng là Alex Teixeira, một cầu thủ Brazil chơi cho Shakhtar Donetsk đồng ý chuyển tới chơi cho Jiangsu Suning với giá 38,4 triệu bảng. Teixeira thời điểm đó thậm chí chấp nhận lật kèo với Liverpool dù vài ngày trước đã đồng ý những thỏa thuận sơ bộ. Tuy nhiên, tất cả những thương vụ trên đều phải ngả mũ trước trường hợp của tiền vệ Oscar. Tháng 12 năm 2016, Cảng Thượng Hải đồng ý chi ra một số tiền khổng lồ để sở hữu chữ ký của tiền vệ người Brazil. Mức giá 73 triệu đô được đặt lên bàn đàm phán và được chấp thuận. Mức lương của cựu tuyển thủ Sao Paulo được cho là rơi vào khoảng 26 triệu đô một năm, gần ngang thu nhập trong 4 năm rưỡi anh khoác áo Chelsea. Chính tiền vệ sinh năm 1991 khi ấy cũng không có ngụy biện cho lựa chọn của anh rằng đôi khi Trung Quốc đặt lên bàn đàm phán những con số mà cầu thủ như anh không thể chối từ. Rất dễ để chỉ ra lỗ hổng trong logic của Oscar khi để tiền chi phối quyết định có ảnh hưởng to lớn tới sự nghiệp. Nếu ở lại Chelsea, anh vẫn có thể kiếm được 1 triệu đô mỗi năm, dù bóng đá là một ngành công nghiệp thất thường. Oscar mới 25 tuổi khi rời London, anh còn ít nhất 5 hoặc 6 năm thi đấu đỉnh cao nữa để tích lũy tài sản. Nếu khéo léo, tiền vệ này hoàn toàn đủ khả năng vun vén cho kinh tế của gia đình mà vẫn đảm bảo được giấc mơ lớn nhất của đời cầu thủ, chơi bóng ở cấp độ hàng đầu. Tuy nhiên, chúng ta cần lật lại tiểu sử của cầu thủ này để hiểu tại sao Oscar lại chọn con đường sang Trung Quốc. Cha của anh bị tai nạn giao thông và qua đời năm Oscar 3 tuổi. Anh thậm chí không nhớ nổi mặt ông. Mẹ của anh, Anves, một mình gồng gánh nuôi ba anh em Oscar nên người. Oscar chưa bao giờ tìm kiếm sự cảm thông trong hoàn cảnh khốn khó thời thơ ấu, nhưng luôn nói rõ ưu tiên khi chọn nghề cầu thủ, đó là giúp đỡ gia đình.
Oscar trải qua một tuổi thơ khó khăn. Bởi vậy anh vẫn luôn nêu ưu tiên hàng đầu của mình là chăm lo cho gia đình. Nhưng nhìn ở góc độ ích kỷ một chút, người hâm mộ luôn cảm thấy không hài lòng với sự nghiệp của Oscar. Họ luôn cảm giác như vẫn có gì đó chưa thật trọn vẹn, bởi Oscar vốn là cầu thủ sở hữu kỹ năng tuyệt vời. Không phải ngẫu nhiên mà năm xưa Chelsea ưu tiên anh hơn cả Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, với những ai từng chứng kiến cách Oscar rê bóng qua người và làm những điều kỳ diệu khi có bóng trong chân, cảm giác bất mãn luôn bao trùm họ khi nhìn anh sang Trung Quốc. Là một tài năng hiếm có cộng thêm óc chiến thuật sắc sảo, anh có quyền mơ một ngày sẽ nối bước Kaka, Ronaldo, Ronaldinho chinh phục những danh hiệu châu lục hay thế giới. Tâm lý sẵn sàng chinh phục đỉnh cao là thứ thuyết phục Chelsea giữ Oscar và từ chối De Bruyne ở tuổi 21. Trong 4 năm rưỡi ở Chelsea, Oscar 2 lần vô địch ngoại hạng Anh, giành 1 Europa League. Ngay mùa đầu tiên anh chơi hơn 60 trận dù ngồi ghế huấn luyện viên là Rafael Benitez hay Jose Mourinho, tiền vệ người Brazil đều có chỗ đứng. Nếu tiếp tục bám trụ lại Stamford Bridge, kho danh hiệu của anh chắc chắn sẽ vô cùng đồ sộ. Ở tuổi 25, Kaka, Ronaldinho và Ronaldo đều giành quả bóng vàng. Oscar đáng lẽ cũng đã có thể vươn lên tới nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp ấy. Khi thổ lộ nguyện vọng rời Chelsea, anh được vô số câu lạc bộ châu Âu quan tâm. Cầu thủ này đã nói chuyện với Atletico Madrid, Juventus, hai đội bóng thành Milan. Ở trên tuyển, Oscar vừa mất vị trí vào tay Philippe Coutinho và nếu ở lại châu Âu, chắc chắn anh đủ sức giành lại điều đó. Bỏ qua tất cả, Oscar lựa chọn bến đỗ không ai ngờ. Có lẽ ngày đặt bút ký hợp đồng với cảng Thượng Hải, cựu cầu thủ Chelsea không nghĩ rằng anh đi vào đường một chiều. Thực tế, nhiều cầu thủ sang Trung Quốc như Ferreira, Carrasco, Paulinho đều tìm cách trở lại châu Âu và nhanh chóng tìm lại được sức bật như chưa hề bị đứt đoạn sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao. Trong thâm tâm, Oscar có thể đã nuôi hy vọng tương tự. Anh chỉ muốn dong chơi tại Trung Đông một thời gian rồi trở về. Chớ chiều thay suy nghĩ ấy đã vỡ lở khi đất nước tỷ dân bị bùng dịch Covid-19 nặng nề. Oscar buộc phải ở lại và chơi bóng tại giải vô địch Super League thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, khao khát được tham dự một sân chơi châu lục như World Cup trong anh vẫn rất lớn. Có thời điểm anh đã xin được đổi quốc tịch sang Trung Quốc để có thể được cống hiến cho đất nước này tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng cuối cùng mọi thứ với anh là không trọn vẹn. Ở tuổi 31, Oscar đã không còn mặn mà đi kiếm tiền thêm. Anh nhiều lần bày tỏ mong muốn được trở về châu Âu để thi đấu. Có nhiều tin đồn về việc Barcelona muốn rước anh về, nhưng những khoản phí mà Trung Quốc yêu cầu đã ngăn cản tiền vệ người Brazil tìm đến Tây Ban Nha thi đấu. May mắn là cuối cùng Oscar vẫn thoát khỏi Trung Quốc thành công. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2022, trên trang Twitter cá nhân chính thức của mình, nhà báo Fabrizio Romano đã hé lộ bến đỗ mới của cựu sao Chelsea. Tiền vệ Brazil chính thức trở lại quê nhà để khoác lên mình màu áo đỏ của Flamengo. Đây là một cột mốc đánh dấu cho cuộc hành trình đi để trở về của Oscar, tiền vệ hào hoa ngày nào đã trở về sau cuộc viễn chinh tại quốc gia châu Á xa xôi. Trở về Brazil thi đấu là một tín hiệu đáng mừng cho những ai là fan hâm mộ của Oscar. Anh sẽ có thêm một cơ hội nữa để chứng tỏ mình tại quê nhà trước khi Copa America 2024 diễn ra. Hình ảnh Oscar khoác lên mình màu áo vàng của Brazil chinh chiến tại Copa America, viễn cảnh đẹp như tranh mà những cổ động viên nhiệt thành của Selecao đang chờ đợi. Hãy cùng đón chờ xem liệu viễn cảnh ấy có thành hiện thực không nhé.